Bắt đầu được. Xin chào tất cả các em. Hôm nay được sự phân công của nhà trường thì cô sẽ hướng dẫn mình cái bộ môn ngữ văn, chương trình ngữ văn trong tuần học này. Và hy vọng cô và tất cả chúng ta sẽ có một cái buổi học thật vui và bổ ích. Các em thân mến, ở những tiết học trước qua những tác phẩm là Vội vàng của Xuân Diệu, Tràng Giang của Huy Cận hay Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mạc Tử thì các em đã được tìm hiểu những cái tác phẩm rất tiêu biểu thuộc cái xu hướng thơ lãng mạn của phong trào thơ mới. Và hôm nay phần còn lại của chương trình lớp 11 ở học kỳ 2 này, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một cái bộ phận văn học rất quan trọng của giai đoạn văn học này, đó chính là nền văn học cách mạng. Mà tác phẩm đầu tiên cô và chúng ta sẽ tìm hiểu đó chính là bài thơ Chiều Tối của nhà thơ Hồ Chí Minh, của Bác Hồ. Rồi, trước hết cô và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sơ lược về tác giả và tác phẩm. Trước hết cô nói về tác giả thì có lẽ các bạn sẽ rất ngạc nhiên sao trong phần tiểu dẫn ở sách giáo khoa lớp 11 của mình thì chúng ta thấy là không thấy tác giả đề cập gì về cái nhà thơ Hồ Chí Minh. Thì cô cũng nói thêm là Hồ Chí Minh là Bác Hồ được xem là một tác gia văn học lớn của nền văn học Việt Nam. Và chính vì vậy trong cái chương trình sách giáo khoa, cái dụng ý của người biên soạn là đối với những cái tác gia lớn như vậy thì sẽ có riêng một cái tiết học về tác giả. Và tụi con sẽ được học vào học kỳ 1 của lớp 12. Chính vì vậy cho nên là phần tiểu dẫn trong sách giáo khoa này thì người ta chỉ đưa vào cái giới thiệu về tập thơ Nhật ký trong tù và bài thơ Chiều Tối mà thôi. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu là một trong những cái người rất quen thuộc, phải không, đối với học sinh chúng ta. Và về tiểu sử cũng như sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp văn học của người thì chúng ta không còn lạ gì. Điều này để mình lên lớp 12 chúng ta sẽ có một cái tiết học kỹ hơn. Và điều này chỉ cần lưu ý, tụi con lưu ý cho cô một điều, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà Bác còn được xem là một nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc. Tuy nhiên sinh thời thì Bác Hồ chưa bao giờ tự nhận mình là một nhà văn, nhà thơ, và tất cả những cái sáng tác của người là chỉ để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. Giống như Bác nói là ngâm thơ ta vốn không ham, nhưng mà trong ngục biết làm chi đây, ngày dài ngâm ngợi cho khuây, vừa ngâm vừa đợi đến ngày tự do. Tuy vậy thì những cái tác phẩm mà người vô tình, giống như là vô tình bất đắc dĩ sáng tác đó, đó lại trở thành những cái tài sản vô giá trong nền văn học dân tộc. Và phần này chúng ta sẽ được tìm hiểu kỹ hơn, sẽ được cô giới thiệu kỹ hơn ở lớp 12. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu về tác phẩm. Trước hết mình cùng nhau tìm hiểu về tập thơ Nhật ký trong tù. Tập thơ Nhật ký trong tù. Không phải đây là lần đầu tiên tụi con tiếp xúc với một tác phẩm trong tập thơ rất nổi tiếng của Bác Hồ. Ở lớp 8 mình cũng đã từng tìm hiểu những bài thơ nào. Đó là bài thơ Ngắm Trăng, bài thơ Đi Đường cũng là hai tác phẩm rất tiêu biểu trích từ tập thơ này. Như vậy thì Nhật ký trong tù ra đời trong hoàn cảnh nào? Chúng ta biết là năm 1941, sau hơn 30 năm buôn ba tìm đường cứu nước thì nhận thấy thời cơ cho cách mạng Việt Nam đã đến và Bác Hồ trở về nước. Và đến tháng 8 năm 1942 thì Bác sang Trung Quốc để tranh thủ cái sự ủng hộ, sự viện trợ của những cái tổ chức nhân đạo thế giới cho cách mạng Việt Nam, để ủng hộ cho cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên thì vừa đến Trung Quốc thì người đã bị chính quyền Tưởng Giới Thạch, chính quyền phản động Tưởng Giới Thạch bắt giam vô cớ. Và trong suốt 13 tháng, từ tháng 8 năm 1942 đến tháng 9 năm 1943, và trong suốt cái khoảng thời gian đó, cái người tù cách mạng, người chiến sĩ vĩ đại Hồ Chí Minh đã không khuất phục trước cái cảnh ngộ khắc nghiệt của mình, và Bác vẫn làm thơ. Và 134 bài thơ chữ Hán được viết trong cái thời gian ngục tù đó được tác giả đặt tên là Ngục Trung Nhật Ký, hay dịch ra tiếng Việt là Nhật Ký Trong Tù, với lời đề tựa là gì? Thân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao, muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao. Bác viết để tự động viên mình,
Để tự cổ vũ cái ý chí của chính mình. Thì đó chính là cái tập thơ Nhật ký trong tù mà qua bài thơ Ngắm trăng hay Đi đường ở lớp 8 tụi con đã được tiếp xúc và được được tìm hiểu một số tác phẩm rất tiêu biểu rồi. Ở đây tụi con chỉ cần ghi nhận cho cô một số nét chính về hoàn cảnh sáng tác, thì trong sách giáo khoa phần tiểu dẫn người ta đã ghi rất rõ, cho nên là ở đây chúng ta không cần ghi lại ha, về hoàn cảnh sáng tác của tập thơ này. Hoàn cảnh sáng tác, các bạn gạch cho cô ở cái phần tiểu dẫn trong sách giáo khoa. Tiểu dẫn sách giáo khoa. Rồi, ghi nhận một ý, đó chính là tác phẩm này gồm 134 bài thơ. Gồm 134 bài thơ được viết bằng chữ Hán. Được viết bằng chữ Hán. Thì qua tác phẩm mình cũng thấy được một lần nữa cái tinh thần tự học và nghị lực phi thường của Bác Hồ. Và ở lớp 8 mình cũng có học một cái tác phẩm đó là Thuế máu, phải không? Thì chúng ta thấy là trong suốt cái thời gian bôn ba sống và làm việc ở nước Pháp thì Bác Hồ tự học tiếng Pháp và viết được báo bằng tiếng Pháp. Rồi bây giờ bị bắt giam vô cớ ở nhà tù Tưởng Giới Thạch là Trung Quốc, thì người lại sáng tác một cái tập thơ bằng chữ Hán, tức là cái tiếng tượng hình của tiếng Trung Quốc, và ông nào cũng là một cái tấm gương sáng ngời về tinh thần nghị lực và cái tinh thần tự học cho chúng ta học hỏi. Rồi, đó là tập thơ Nhật ký trong tù. Thứ hai mình cùng tìm hiểu về bài thơ Chiều tối. Chúng ta tìm hiểu riêng về bài thơ Chiều tối. Và bởi vì tập thơ này được viết bằng chữ Hán cho nên nhan đề cũng được viết bằng chữ Hán, và Chiều tối chữ Hán đó là mộ. Mộ. Rồi, đầu tiên mình sẽ cùng tìm hiểu về xuất xứ. Xuất xứ. Đây là bài thơ. Đây là bài thơ số 31. Bài thơ thứ 31 của tập Nhật ký trong tù. Về xuất xứ và vị trí của bài thơ này, của tác phẩm, thì đây là bài thơ thứ 31 của tập thơ Nhật ký trong tù. Rồi, như vậy thì cả một tập thơ Hoàn cảnh sáng tác đã được viết trong những cái năm tháng Bác bị bắt giam trong nhà tù Tưởng Giới Thạch. Nhưng mà mỗi bài thơ nó có một cái hoàn cảnh sáng tác riêng cụ thể. Thì thứ hai chúng ta tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác của bài thơ này. Hoàn cảnh sáng tác. Rồi, cảm hứng của bài thơ. Cảm hứng của bài thơ được gợi lên. Cảm hứng của bài thơ được gợi lên trên đường chuyển lao. Cảm hứng của bài thơ được gợi lên trên đường chuyển lao. Từ nhà lao tỉnh Tây. Từ nhà lao tỉnh Tây, tỉnh Dấu Ngã nha, sang nhà lao Thiên Bảo. Của Hồ Chí Minh. Rồi, từ nhà lao tỉnh Tây sang nhà lao Thiên Bảo. Thì đây là hai cái địa danh ở Trung Quốc. Chúng ta biết là cái sự vất vả của Bác Hồ trong những cái năm tháng bị bắt giam trong tù ngục, đó không chỉ là phải chịu đựng những cái cuộc sống vô cùng khắc nghiệt ở trong tù giam, mà đó là còn bị đầy vô cớ bị giải lao từ nhà lao này sang nhà lao kia trên những cái hành trình, trên những cái con đường miền núi Trung Quốc trong cái khí hậu vô cùng khắc nghiệt và vất vả. Đó chính là cái hoàn cảnh mà người tù cách mạng Hồ Chí Minh phải chịu đựng trong suốt những cái năm tháng này. Rồi, chúng ta đi tìm hiểu về thể thơ. Thể thơ thì cũng giống như rất nhiều bài thơ trong tập Nhật ký trong tù, bài thơ này được viết theo thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt. Thất Ngôn Tứ Tuyệt. Tức là bài thơ gồm có 4 câu và mỗi câu 7 chữ thì chúng ta gọi là Thất Ngôn Tứ Tuyệt. Rồi, cuối cùng chúng ta tìm hiểu cho cô về cái chủ đề của tác phẩm này,
để trong cái quá trình phân tích mình định hướng, và chúng ta sẽ xác định mình sẽ phân tích bài thơ đó theo cái chủ đề này. Như vậy thì một bài thơ, một trong những cái chủ đề rất quen thuộc trong thơ của Bác Hồ trong tập Nhật ký trong tù, thứ nhất đó chính là phản ánh cái bộ mặt của nhà tù Tưởng Giới Thạch, và thứ hai là thể hiện cái nghị lực phi thường, phải không, cái tinh thần lạc quan và cái chất thép vĩ đại của người tù cách mạng Hồ Chí Minh. Thì cái bộ mặt của nhà giam Tưởng Giới Thạch nó không có xuất hiện trong bài thơ này. Như vậy chỉ có đó là qua đó, qua cái bài thơ này chúng ta thấy được cái nghị lực, phải không, phi thường, cái vẻ đẹp tâm hồn của người tù cách mạng, và cụ thể ở đây đó là vẻ đẹp gì. Rồi, ghi nhận cho cô chủ đề. Bài thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên. Bài thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên. Tình yêu thiên nhiên. Yêu cuộc sống. Tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. Và ý chí nghị lực phi thường. Của người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh. Và ý chí nghị lực phi thường của người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh trong cái cảnh tù đầy. Rồi, bài thơ thể hiện tình yêu thiên nhiên. Đây là những cái từ khóa rất quan trọng để chúng ta định hướng và sẽ phân tích. Yêu cuộc sống, và đồng thời chúng ta thấy được cái ý chí, nghị lực phi thường của người tù cách mạng Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh tù đầy. Đó chính là chủ đề của tác phẩm. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích nội dung của bài thơ. Hai lớn đọc hiểu văn bản. Đây là một bài thơ bằng chữ Hán, chính vì vậy cho nên trong cái phần sách giáo khoa sẽ ghi nhận bao giờ cũng vậy, một bài thơ chữ Hán thì sách giáo khoa sẽ cung cấp cho tụi con 3 phần. Phần thứ nhất là phiên âm, tức là đúng nguyên bản của chữ Hán mà viết là dịch ra cái tiếng Hán là như thế. Nhưng mà chúng ta không hiểu, phải không? Có nhiều bạn chúng ta sẽ không hiểu được cái tiếng Hán đó, cái ý nghĩa là gì. Cho nên là người ta sẽ dịch thơ ra cho mình, dịch nghĩa ra cho mình. Như vậy thì dịch nghĩa là nó bám rất sát vào cái phiên âm. Tuy nhiên là cái phần dịch nghĩa là nó lại không có cái kết cấu, nó không có vần điệu của một cái bài thơ. Và chính vì vậy bao giờ dưới phần dịch nghĩa sẽ có một cái bản dịch thơ. Tức là người ta dịch lại dựa trên cái bản dịch nghĩa đó. Như vậy thì tụi con thấy là chuyển từ cái tiếng Hán sang tiếng Việt thì rõ ràng nó cũng giống như hai cái ngôn ngữ khác nhau. Và chính vì vậy một cái bản dịch thơ dù có xuất sắc, dù có bám sát đặc biệt đến một cái mức độ nào đi chăng nữa, thì nhất định một cái bản dịch thơ nó cũng không thể nào chuyển tải được đầy đủ cái ý nghĩa, cái tư tưởng, cái chủ ý của tác giả được thể hiện trong phần nguyên tác. Mà chính vì vậy trong cái quá trình đọc thơ chữ Hán, cô lưu ý lại một trong những âm của cái bản chính, và chúng ta trong quá trình phân tích mình nhất định phải bám sát vào cái phần này. Rồi chúng ta cùng nhau đọc bài thơ. Quyện điệu Quy Lâm tầm túc thủ, cô vân mạn mạn độ thiên không. Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc, bao túc ma hoàng lưu dĩ hồng. Bài thơ được dịch nghĩa như sau: chim mỏi về rừng tìm cây ngủ, chòm mây lẻ trôi lững lờ trên tầng không. Thiếu nữ sớm núi xay ngô, ngô xay vừa xong lò than đã đỏ. Và bản dịch thơ của Nam Trân đó là: chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ, chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không. Cô em sớm núi xay ngô tối, xay hết lò than đã rực hồng. Như vậy thì mình cùng nhau so sánh và đối chiếu giữa cái bản dịch thơ và phiên âm, chúng ta sẽ thấy những cái chỗ nào là không hợp lý. Thứ nhất, quyện điểu Quy Lâm tầm túc thụ thì dịch là chim mỏi về rừng tìm cây ngủ, bản dịch thơ là chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ là hợp lý, đúng không nào? Bởi vì nó không có một cái vấn đề gì, không có cái từ ngữ gì làm lệch đi cái ý nghĩa và cái mong muốn của tác giả. Rồi, câu thơ thứ hai có vấn đề, đúng không nào? Cô vân mạn mạn độ thiên không thì dịch nghĩa chính xác đó là chồm mây lẻ trôi lững lờ trên tầng không.
Thì bản dịch thơ gọi là chồm mây trôi nhẹ giữa tầng không. Chúng ta thấy cái từ chồm mây so với từ cô vân thì nó đã làm mất đi cái ý nghĩa của cái từ cô vân rồi. Cô vân tức là chỉ một chồm mây thôi, lẻ loi, cô độc, phải không? Còn một chồm mây thì nó lại gợi lên cái số số nhiều, phải không nào? Số đông, thì chúng ta không thấy được cái sự lẻ loi, cái sự cô đơn, cái sự đơn độc của chồm mây đó. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Rồi thứ hai, cái từ lấy mạn mạn. Mạn mạn dịch ra có nghĩa là lững lờ. Cái chồm mây nó trôi chậm chậm, không có chút gì đó, nó buồn nặng trĩu. Thì ở đây cái từ trôi nhẹ giữa tầng không, nó lại làm cho nó rất nhẹ nhàng và thanh tao, giống như thanh thản. Thì cái điều đó nó lại hoàn toàn, nó lại không hoàn toàn phù hợp với cái từ mạn mạn như bản gốc. Cô em sớm núi say ngô tối. Cái câu thơ thứ ba là nguy hiểm nhất, phải không? Và không ổn nhất. Chúng ta thấy hoàn toàn trong bài thơ Chiều Tối này, tác giả Bác Hồ chưa bao giờ sử dụng một từ tối cả. Người đọc tự cảm nhận được cái bức tranh chiều tối, cái bức tranh buổi hoàng hôn thông qua cái nghệ thuật, những cái từ ngữ, cái thi liệu mà tác giả chọn lựa. Tuy nhiên ở đây thì bản dịch thơ đã để cái chữ tối này xuất hiện một cách rất là lộ liễu, phải không? Nguyên ghép tác là Sơn Thôn Thiếu Nữ Ma Bao Túc, Thiếu Nữ Sớm Núi Say Ngô, mà tác giả bản dịch thơ đã đặt vào nguyên cái chữ tối ở trong đó. Thì đây chính là làm cho cái ý thơ nó lộ và nó mất đi cái sự hàm xúc cần có của một cái bài thơ đường. Cuối cùng là say hết là than đã rực hồng, thì đã là dịch cho cái câu thơ say ngô vừa xong là than đã đỏ, thì chúng ta thấy cái câu này hợp lý ha. Như vậy thì trong quá trình phân tích, lưu ý cho cô những cái chỗ nào mà chúng ta thấy là không ổn và chúng ta phải làm kỹ được, làm nổi bật được cái hay của nguyên tác. Đó là ba ý cô nhắc lại. Thứ nhất là từ cô vân ở câu thơ thứ hai, rồi từ lấy mạn mạn cũng ở câu thơ thứ hai, và cuối cùng đó là cái phần cái chữ tối ở trong bản dịch thơ hoàn toàn không có mặt trong cái phần nguyên tác. Đó chính là ba chỗ mà tụi con cần phải lưu ý để mình chỉ ra được cái hay cái đẹp của bài thơ này. Mình bám vào nguyên tác chứ không phải bám vào bản dịch thơ. Rồi như vậy thì mình thấy là theo cái cấu trúc phân tích thông thường của một cái bài thơ tứ tuyệt đường luật, thì chúng ta sẽ phân tích theo cái kết cấu, đa số là theo cái kết cấu 2-2, phải không? Hai câu đầu và hai câu câu cuối. Thì bài thơ này cũng giống như vậy. Khi đọc lên thì chúng ta thấy rõ ràng cái bố cục của bài thơ được chia làm hai phần. Hai câu thơ đầu là miêu tả cái bức tranh thiên nhiên, và hai câu thơ sau là bức tranh cuộc sống, sinh hoạt của con người ha. Rồi, trước hết một nhỏ hai câu đầu. Hai câu đầu. Chúng ta ghi nội dung cần phân tích cho cô ở hai câu thơ đầu này. Đó chính là cảnh núi rừng khi chiều tối và tâm trạng của tác giả. Cảnh núi rừng khi chiều tối. Và tâm trạng của tác giả. Cảnh núi rừng khi chiều tối và tâm trạng của tác giả. Cảnh núi rừng khi chiều tối và tâm trạng của tác giả. Chim mỏi về rừng. Nghe phần nguyên tác. Quyện điểu quy lâm tầm túc thủ. Quyện điểu quy lâm tầm túc thủ. Cô vân mạn mạn. Cô vân mạn mạn độ thiên không. Quyện điệu quy lâm tầm túc thủ. Cô vân mạn mạn độ thiên không. Rồi những cái chỗ nào hồi nãy cô đã lưu ý cho mình rồi, đó là quyện điệu nè, rồi cô vân và từ lấy mạn mạn, đó là ba cái từ khóa, ba cái hình ảnh quan trọng mà chúng ta cần phải thể hiện để làm nổi bật được cái vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên ở đây. Rồi, như vậy thì mình thấy là theo cái cấu trúc thông thường, bao giờ một cái bức tranh thiên nhiên nó cũng bao gồm hai cái phần, đó là cảnh và tình. Một là bức tranh thiên nhiên và hai là tâm trạng của con người, phải không nào? Rồi, chúng ta tìm hiểu phần 1. Cảnh. 1.1. Cảnh. Cảnh. Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ. Cô vân mạn mạn độ thiên không. Bài thơ mở đầu bằng một bức tranh thiên nhiên, một bức tranh thiên nhiên giống như cái cách mở đầu thường thấy trong những cái bài thơ đường cổ điển. Như vậy thì đó chính là cái bức tranh núi rừng.
Wow, bức tranh thiên nhiên ở đây đó là bức tranh núi rừng. Bức tranh núi rừng lúc chiều tối. Đó là bức tranh núi rừng vào lúc chiều tối. Được gợi lên qua bút pháp ước lệ. Được gợi lên qua bút pháp ước lệ. Của thơ ca cổ điển. Bức tranh ở thiên nhiên ở đây đó là bức tranh núi rừng lúc chiều tối, được gợi lên qua bút pháp ước lệ của thơ ca cổ điển. Và ở đây có một cái từ, phải không, có một cái thuật ngữ mà chúng ta cần phải hiểu rõ, đó là thế nào là bút pháp ước lệ. Từ này tụi con được nghe rất nhiều khi mà chúng ta phân tích những tác phẩm thơ, nhất là những cái tác phẩm thơ ca cổ điển, tác phẩm thơ ca thời trung đại. Như vậy ước lệ là gì? Ước lệ đó là những cái hình ảnh nó được lặp lại mang cái tính công thức, phải không, mang cái tính phổ biến. Và chỉ cần giống như là nếu mà muốn miêu tả mùa thu thì chúng ta thấy những cái hình ảnh nào được xem là ước lệ, đó là lá thu, phải không, là trăng thu, là mặt nước mùa thu. Thì những cái hình ảnh rất quen thuộc, khi nói về mùa thu chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh lá thu, đến cái trời thu, đến trăng thu và mặt nước mùa thu. Thì đó chính là những cái hình ảnh rất quen thuộc, nó được xem là ước lệ. Hay là miêu tả vẻ đẹp của gia nhân, phải không, của người con gái đẹp thuở xưa thì bao giờ cũng tóc ống ả như mây trời, da trắng như tuyết, môi đỏ như son á. Như vậy thì mình thấy là những cái bút pháp như thế gọi là bút pháp ước lệ, tức là nó mang cái tính quen thuộc và công thức, nó được lặp lại rất nhiều. Như vậy thì bút pháp ước lệ ở đây để thể hiện ở đâu? Thứ nhất, cái ước lệ trước hết, phải không, đó chính là cái hình ảnh cánh chim trong hoàng hôn. Hình ảnh cánh chim trong hoàng hôn, cánh chim trong hoàng hôn, đó là một cái hình ảnh rất quen thuộc trong thơ ca, lấy cái không gian, phải không, đó là nghệ thuật lấy không gian để chỉ thời gian, lấy không gian để chỉ thời gian. Như vậy thì quen thuộc như thế nào, chúng ta đã từng thấy cái hình ảnh này trong những cái câu thơ nào mà cô bảo là quen thuộc. Như vậy trước hết còn nhớ câu ca dao, phải không? Trong ca dao có câu gì? Chim bay về núi tối rồi. Chim bay về núi tối rồi, phải không? Tối rồi trong ca dao. Thì chúng ta thấy là cái cánh chim buổi chiều, cánh chim trong buổi hoàng hôn là một trong những cái tín hiệu, một cái dấu hiệu rất quen thuộc để báo hiệu buổi chiều, nhất là ở những cái không gian rộng. Hay trong truyện Kiều của Nguyễn Du thì có câu thơ gì? Chim hôm thoi thóp về rừng. Chim hôm thoi thóp về rừng. Về rừng. Đó là câu thơ trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Chim hôm thoi thóp về rừng cũng là một trong những cái biện pháp để nói về cái buổi chiều, buổi hoàng hôn. Hay là gần đây nhất tụi con được học, đó là bài thơ Tràng Giang của nhà thơ Huy Cận. Và ở khởi thơ cuối cùng: lớp lớp mây cao đùn núi bạc, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sạc. Chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa, bóng chiều xa. Rồi, đây là bài Tràng Giang của Huy Cận. Cũng là một trong những cái hình ảnh thơ mang cái vẻ đẹp cổ điển ước lệ, đó là mượn cái hình ảnh cánh chim buổi chiều, cánh chim để nói buổi chiều, mượn cái không gian để nói thời gian. Rồi, thứ hai. Cái hình ảnh thứ hai trong cái bức tranh thiên nhiên này, đó là hình ảnh của chòm mây đơn lẻ trôi giữa bầu trời. Phải không nào? Rồi, thứ hai. Đó là một cái chòm mây đơn lẻ. Một chòm mây đơn lẻ. Đơn lẻ trôi giữa bầu trời. Là hình ảnh của một chòm mây, bức tranh thiên nhiên có một cái tín hiệu, một cái dấu hiệu thứ hai, đó chính là một chòm mây đơn lẻ trôi giữa bầu trời. Thì trong cái quá trình phân tích, tụi con cố gắng làm nổi bật cho cô cái ý nghĩa từ từ cô vân. Cô ở đây là chữ cô trong cô đơn, cô độc, nó là một cái chòm mây lẻ loi,
một chòm mây thôi, một chòm mây lẻ loi cô độc, một chòm mây lẻ loi và cô độc. Giữa cái bầu trời rộng. Rồi thứ hai, cái tính từ mạn mạn, mạn mạn, tức là nó trôi chậm chậm, trôi chậm chậm, lững lờ, lững lờ, chứ không phải bay nhanh. Thì đó chính là cái vẻ đẹp. Như vậy thì tất cả ở đây nó gợi ra một cái bức tranh thiên nhiên. Hai cái câu thơ này nó gợi ra một cái bức tranh thiên nhiên núi rừng như thế nào tụi con? Đó là một cái bức tranh thiên nhiên núi rừng đẹp, nhưng mà nó có cái sự, nó cảm giác, nó mang lại cái cảm giác cho người đọc, đó là một cái sự quạnh hiu, phải không? Một cái lạnh lẽo, quạnh hiu và vắng vẻ. Rồi, như vậy thì mình thấy là qua hai cái từ ngữ này, cu vân và mạn mạn, có cái gì đó nó như mang cái tâm trạng của con người, phải không nào? Nó không đơn thuần chỉ là cái bức tranh thiên nhiên, mà ẩn đằng sau cái bức tranh thiên nhiên đó chúng ta vẫn cảm nhận được, đó chính là cái tâm trạng của con người. Bởi vì nhà thơ Nguyễn Du, đại thi hào Nguyễn Du đã từng nói, thường trong thơ thì cái bức tranh nó không chỉ đơn giản, phải không? Thiên nhiên không chỉ là thiên nhiên, mà thiên nhiên nó còn mang cái tâm trạng của con người. Con người nhìn thiên nhiên qua cái tâm trạng của mình. Ví dụ như chúng ta đã từng tìm hiểu rất nhiều những cái đoạn trích của truyện Kiều, như là Cảnh ngày xuân hay là Kiều ở lầu Ngân Bích, thì điều này tụi con thấy rất rõ. Nguyễn Du đã từng nói như thế nào: cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Để cho chúng ta thấy được cái mối liên hệ giữa cái tâm trạng con người và cảnh vật, phải không? Thì cái bức tranh thiên nhiên ở đây nó đẹp, nhưng mà nó gợi buồn, nó có liên quan gì, nó có liên hệ gì đến cái tâm trạng của bác trong hoàn cảnh này? Rồi, ta ghi cho cô. Cảnh được cảm nhận qua tâm trạng. Cảnh được cảm nhận qua tâm trạng. Qua tâm trạng của con người. Hay còn gọi là, hay còn có thể nói là cảnh đã mang cái tâm trạng của con người. Cảnh mang tâm trạng. Nó nói lên cái cảnh ngộ. Đó không chỉ đơn thuần là cái bức tranh thiên nhiên của núi rừng lúc chiều tối, mà nó còn nói lên cái cảnh ngộ. Nói lên, nói đúng đi, nói đúng, cảnh ngộ của nhà thơ. Rồi, nói đúng cảnh ngộ của nhà thơ. Cảnh ngộ đó như thế nào? Chúng ta thấy là cái hình ảnh của một cái cánh chim. Nếu như ở đây, nếu như ở đây những cái nhà thơ này, trong ca dao, trong truyện Kiều của Nguyễn Du hay trong thơ của Huy Cận, thì cái hình ảnh cánh chim được tác giả miêu tả ở cái trạng thái bên ngoài. Chim bay về núi tối rồi, chim thoi thóp về rừng, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa. Thì đây bác của chúng ta lại không nhìn cái cánh chim đó ở cái trạng thái vận động bên ngoài của nó, mà lại nhìn cánh chim ở cái trạng thái vận động ở bên trong, để thấy được cái sự mệt mỏi của một cái cánh chim chiều, phải không? Sau một cái ngày dài kiếm ăn vất vả. Như vậy thì ở đây cái cánh chim mỏi mệt đó, phải chăng đó cũng chính là cái sự mệt mỏi, đó cũng chính là cái cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài chuyển lao vất vả. Sau một ngày dài chuyển lao vất vả, chuyển lao vất vả. Chúng ta, tất cả chúng ta đều biết rằng Trung Quốc là một cái đất nước có cái địa hình rất là rộng lớn, và nhất là những cái con đường rừng núi ở bên đó thì nó rất là hùng vĩ, phải không nào? Những cái đồi núi trập trùng. Như vậy thì mình thấy phải chuyển lao trong cái tiết trời mùa thu lạnh nữa, thì nó cho chúng ta thấy được cái sự gian lao, cái sự vất vả của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cái cảnh tù đài này. Như vậy thì phải chăng chính cái sự mệt mỏi của cái cánh chim quyện điểu, phải không? Cái cánh chim mỏi này cũng là cái tâm trạng mệt mỏi rã rời của người tù sau một cái ngày dài chuyển lao vất vả. Rồi, thứ hai đó là cái hình ảnh cu vân, phải không? Một cái đám mây đơn lẻ, một chùm mây đơn lẻ duy nhất. Thì mình thấy là có bao giờ trên trời chỉ duy nhất có một chùm mây đâu, phải không? Tại sao người lại chỉ thấy một chùm mây, còn những cái chùm mây khác đâu rồi? Thì cái cu vân này ở đây phải chăng đó là cái sự cô đơn, đó là cái sự cô đơn lẻ loi, lẻ loi của người tù, của người tù.
nơi đất khách quê người, sự cô đơn lẻ loi của người tù nơi đất khách quê người. Đất khách quê người ha. Hay người ta còn có thể gọi là cái từ tha hương, à, tha hương, đất khách quê người. Bởi vì mình thấy là một mình, phải không, ở nơi đây, một mình ở nơi đất khách, ở nơi xứ lạ, và chỉ có một mình bác. Thì phải chăng cái cô Vân, cái cách nhìn cảnh vật qua cái tâm trạng của người, nó thể hiện rõ những cái trạng thái mỏi mệt, cô đơn lẻ loi của bác, cái nỗi buồn của một cái người tù cách mạng cô đơn lẻ loi một mình nơi đất khách. À, đó chính là cái phần mà chúng ta cần phải tìm hiểu, và đó là những cái chi tiết mà tụi con cần phải thể hiện khi mà phân tích cái bức tranh cảnh vật ở trong bài thơ Chiều Tối ha. Rồi, phần thứ hai, sau khi tìm hiểu cái phần thứ nhất về bức tranh thiên nhiên qua hai câu thơ đầu, thì chúng ta biết là qua cái cách cảm nhận về thiên nhiên của những nhà thơ, của mỗi nhà thơ, thì chúng ta thấy là họ không chỉ đơn thuần là tái hiện nó như tái hiện vẽ một cái bức tranh, mà qua cái bức tranh đó, qua cái ba câu thơ đó, qua bức tranh thiên nhiên đó, chúng ta vẫn soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa, ngắm nhà thơ. Thì mình thấy là trong bất cứ hoàn cảnh nào, hay là trong những cái năm tháng kháng chiến, phải không, làm kháng chiến rất là vất vả ở chiến khu Việt Bắc, thì bác cũng từng có những cái câu thơ như thế nào: tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lòng cổ thụ bóng lòng hoa, cảnh khuya như vẻ người chưa ngủ, chưa ngủ vì lo nổi nước nhà. Trong những cái hoàn cảnh khó khăn, vất vả và gian lao, thậm chí là khắc nghiệt như trong cái hoàn cảnh tù đài, thì bác Hồ của chúng ta vẫn luôn hướng về thiên nhiên, phải không, bằng cái tình yêu thiên nhiên tha thiết, hòa quyện cùng thiên nhiên, gắn bó cùng thiên nhiên. Ở đây mình thấy là sau một cái ngày dài chuyển lao vất vả, mệt mỏi, trong cái địa hình thì khắc nghiệt, phải không, thời tiết thì lạnh giá của cái tiết trời mùa thu ở Trung Quốc, nhưng mà người vẫn hướng cái cặp mắt của mình để dõi theo một cái cánh chim chiều, dõi theo một cái chòm mây lẻ loi trôi giữa bầu trời. Phải không? Nếu chúng ta không có cái tình yêu thiên nhiên thì mình thấy là cái điều mà quan tâm lớn nhất của mình là làm sao, đó là cái tất cả chúng ta, cái tâm lý bình thường của mình sẽ là cái sự mệt mỏi, sẽ là cái sự chán chường. Còn không, bác vẫn đưa mắt nhìn theo cái cánh chim, đồng cảm với một cái cánh chim mỏi mệt, phải không, vẫn dõi theo một cái chòm mây lẻ loi trôi giữa bầu trời, và cảm nhận như nó cũng trôi chậm chậm, nó cũng cô đơn lẻ loi như chính cái cảnh ngộ của mình. Như vậy thì cái vẻ đẹp tâm hồn ở đây mà chúng ta thấy được rất rõ ràng, và cũng nó cũng là một cái vẻ đẹp rất nổi bật trong tập thơ Nhật ký trong tù, đó chính là cái tình yêu thiên nhiên ha. Nổi bật nhất ở đây chính là tình yêu thiên nhiên, tình yêu thiên nhiên của bác. Đó là tình yêu thiên nhiên của bác. Tình yêu thiên nhiên luôn tìm đến sự hòa quyện, người luôn tìm đến sự hòa quyện, sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên.
sự hòa hợp, xin lỗi, sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Rồi, đồng điệu, để đồng điệu, để cảm thông. Để đồng điệu, để cảm thông. Không nào? Để đồng điệu cùng với thiên nhiên, để cảm thông với một cái cánh chim chiều mỏi mệt. À, để đồng cảm, để cảm thông. À, đó chính là tình yêu thiên nhiên. Và một cái đặc điểm nữa, cái đặc điểm này thì có lẽ là mình thấy là nó gián tiếp. Tuy nhiên tụi con đặt trong cái hoàn cảnh của bài thơ này. À, bài thơ được sáng tác vào cái lúc mà Bác Hồ bị bắt giam vô cớ ở nhà tù Tưởng Giới Thạch. Trong khi đó một mình, phải không, xa cách đất nước. Đất nước thì đang trong cái giai đoạn cách mạng, biết bao nhiêu công việc ngổn ngang. Biết bao nhiêu điều cần thiết. Còn mình thì đang ở đây, à, nơi đất khách quê người. Như vậy thì chúng ta thấy chính cái sự cô đơn và cái nỗi buồn đó, mình thấy hoàn toàn không có được cái sự thanh thản của một con người đi ngắm nhìn cảnh vật, giống như là những cái nhà thơ xưa, phải không? Không phải là cái hình ảnh của một cái vị ẩn sĩ, à, của một cái người ẩn sĩ mà đi tìm kiếm cái sự thanh thản trong tâm hồn như những nhà thơ xưa, thí dụ như là Nguyễn Trãi trong bài Côn Sơn Ca. Mà ở đây chúng ta thấy có một cái tâm trạng, có một cái nỗi buồn, có một cái sự lo lắng triểu nặng qua cái từ lấy mạng mạng. Thì đó còn là cái tâm trạng của một con người luôn hướng về đất nước. À, hướng về đất nước. Hướng về đất nước với bao cái sự lo lắng và trăn trở. Bởi vì chúng ta biết rằng Bác đến Trung Quốc, phải không, để tranh thủ cái sự việc. Tân Hiêu Quạnh nó không phải là cái chủ đề chính trong thơ của Bác. À, mình thấy là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, thơ của Bác cũng luôn thể hiện một cái tinh thần, một cái nghị lực lạc quan phi thường trong mọi hoàn cảnh, đúng không? Trong tù không rượu của không hoa cũng không hoa, cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ, và cuối cùng Bác cũng đã tìm ra cái cách để ngắm trăng. À, đó là người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Hay là bài Nghe Tiếng Giã Gạo, gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông, sống ở trên đời người cũng vậy, gian nan rèn luyện mới thành công. Thì người luôn tìm cách để động viên mình, phải không, để khích lệ mình, cái tinh thần, cái ý chí, cái nghị lực của chính mình. Như vậy thì chúng ta thấy được cái xu hướng đó, cái nội dung đó vẫn được thể hiện qua bài thơ Chiều Tối Này ở hai câu thơ tiếp theo. Rồi chúng ta ghi nhận cho cô hai nhỏ, hai câu cuối. Hai câu cuối. Cảnh cuộc sống. Nếu như hai câu thơ đầu là bức tranh thiên nhiên, thì hai câu thơ cuối đó là cái cảnh cuộc sống. Cảnh cuộc sống, sinh hoạt của con người. Cảnh cuộc sống, sinh hoạt của con người. Và cảm xúc của nhà thơ. Và cảm xúc của nhà thơ. Hay là nói ngắn gọn, chúng ta sẽ phân tích hai câu thơ đầu là bức tranh thiên nhiên, hai câu thơ sau là bức tranh cuộc sống. Hai câu thơ đầu là bức tranh thiên nhiên, hai câu sau là bức tranh cuộc sống. À, cũng giống như cái cấu trúc ở hai câu thơ đầu tiên, việc trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu ở đây, cái bức tranh ở đây là cảnh. Cảnh. Không, mình ghi ghi lại hai câu thơ trước ha. Đó là sơn thôn thiếu nữ ma bao túc. Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc. Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng. Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng. Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc. Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng.
cô em xuống núi xay ngô tối, xay hết lò than đã được không? Thì cái phần đặc biệt là cô hướng dẫn là cái chữ tối trong bản dịch thơ là không xuất hiện trong nguyên tác. Thì đây tụi con còn chú ý một cái từ ngữ nữa, những cái biện pháp nghệ thuật cần phải chú ý. Đó là cái cách nghệ thuật sử dụng điệp ngữ vòng ma ba túc, ba túc ma. Ba túc ma. Rồi, và đặc biệt là cái tử hồng ở cuối bài thơ được xem là nhãn tự của hai câu thơ này. Rồi, trước hết chúng ta tìm hiểu về cảnh. 2.1 cảnh. Cảnh. Rồi. Cảnh ở đây. Đến hai câu thơ thứ hai thì cái mạch thơ nó chuyển đổi một cách đột ngột từ bức tranh thiên nhiên núi rừng ở chiều tối, phải không, chuyển sang bức tranh sinh hoạt của con người. Và bức tranh sinh hoạt con người ở đây, cái nhân vật chính là ai? Cảnh ở đây đó là hình ảnh của cô sơn nữ với công việc xay ngô. Đó là hình ảnh của cô sơn nữ. Với công việc xay ngô. Tức là cái hình ảnh lao động. Hình ảnh lao động rất là bình dị. Thì chúng ta thấy là cái việc mà xuất hiện giữa cái bức tranh thiên nhiên, phải không? Có sự xuất hiện của hình ảnh con người cũng là cái điều rất thường thấy, rất phổ biến trong văn chương. Ví dụ như trong bài thơ Qua đèo ngang của bà huyện Thanh Quan, chúng ta có những câu thơ nào: bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá lá chen hoa. Thì giữa cái bức tranh thiên nhiên đó và có sự xuất hiện của con người, lơm khơm dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông chợ mấy nhà, phải không, vẫn có cái dấu hiệu của sự sống con người, đó là những cái chú tiều lơm khơm dưới núi và những cái ngôi nhà lác đác bên sông, bên xóm chợ. Như vậy thì mình thấy được cái hình ảnh của cô gái. Tuy nhiên cái sự giống và khác nhau, hình ảnh của cô gái trong thơ của bác nó không phải xuất hiện thấp thoáng, phải không, không phải xuất hiện xa xa, mà là xuất hiện trong toàn bộ cái bức tranh cảnh vật, trong toàn bộ cái bức tranh. Thì mình thấy là cái hình ảnh của cô em, toàn bộ cái câu thơ là cái bức tranh lao động của người con gái này. Cô em xuống núi xay ngô tối, sơn nữ là gì? Sơn nữ là con người ở miền núi, phải không? Là cô gái xuống núi. Như vậy thì mình thấy là chúng ta cùng so sánh với thơ ca cổ. Bây giờ so sánh với bà huyện Thanh Quan để thấy là trong thơ xưa cái hình ảnh của con người nó nhỏ bé, phải không? Nó lạc lõng, nó chìm nghiễm giữa thiên nhiên và nó lại càng tô điểm cho cái sự hoang vắng, cái sự vắng lặng ở bức tranh đèo ngang. Thì còn hay là trong thơ lãng mạn thì sao? Hình ảnh trong thơ lãng mạn thì thông thường đó là cái sự xuất hiện của bóng dáng giai nhân. Trong bài Đêm mùa thu tới của nhà thơ Xuân Diệu thì ông viết như thế nào? Giữa cái bức tranh thiên nhiên của cái mùa thu, phải không, của cái mùa thu đang tới, thì tác giả miêu tả như thế nào đây? Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói, tự cửa nhìn xa ngửi nghĩ ngợi gì. Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói, tự cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì. Thì đó chính là cái sự xuất hiện của bóng dáng giai nhân. Còn trong thơ của bác thì hình ảnh của con người xuất hiện rất là bình dị, rất là gần gũi và choáng hết toàn bộ cái trung tâm của bức tranh cuộc sống, của bức tranh sinh hoạt. Thì nó làm cho cái câu thơ trở nên rất là gần gũi, phải không? Rất là ấm áp và rất là chân thật. Rồi, như vậy thì chỗ này tụi con ghi chú ý cho cô hai cái chi tiết. Chúng ta so sánh với thơ xưa, phải không? Trong thơ xưa, hình ảnh của con người xuất hiện, hình ảnh con người thường xuất hiện một cách nhỏ bé, lạc lõng giữa thiên nhiên. Con người trong thơ xưa thì thường xuất hiện nhỏ bé, lạc lõng giữa thiên nhiên, như trong bài thơ Qua đèo ngang của bà huyện Thanh Quan, phải không? Rồi trong thơ lãng mạn thì sao? Thơ lãng mạn thì thường có cái sự xuất hiện của bóng dáng giai nhân. Đó là bóng dáng giai nhân. Ví dụ như thơ Xuân Diệu, phải không? Thơ Hàng Mặc Tử, bài Đây Thôn Vĩ Dạ chúng ta vừa học xong. Đó là gì? Đó là hình ảnh mơ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Và trong thơ của bác
thì cái hình ảnh thơ của người nó làm cho cái bức tranh thiên nhiên, làm cho bức tranh chiều tối. Hình ảnh của cô em sớm núi với công việc xay ngô này làm cho bức tranh chiều tối trở nên ấm áp. Trở nên ấm áp và vô cùng gần gũi. Trở nên ấm áp và vô cùng gần gũi. Đó không phải là con người nhỏ bé lạc động giữa thiên nhiên, mà đó là con người của cái cuộc sống lao động thường nhật hàng ngày. Và đó cũng không phải là cái bóng dáng gia nhân xa xăm trong thơ lãng mạn, mà đó là cái hình ảnh của một con người trong cái cuộc sống lao động rất bình thường. Và chính cái hình ảnh thơ này, cái hình ảnh người thiếu nữ sớm núi này xuất hiện, làm cho cái bức tranh chiều tối nó đang âm u, phải không? Nó đang lạnh lẽo, cô đơn trở nên ấm áp, thân mật và gần gũi vô cùng. Thì đó chính là một cái cách chọn lựa hình ảnh rất mới và rất khác của Bác Hồ so với những cái nhà thơ lãng mạn. Rồi, chúng ta tiếp tục với cái hình ảnh thơ thứ hai. Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng, xây ngô tối, xây hết lò than đã rực hồng. Như vậy thì hình ảnh thứ hai xuất hiện trong bức tranh sinh hoạt, bức tranh cuộc sống, đó chính là hình ảnh lò than rực hồng. Hình ảnh lò than rực hồng. Hình ảnh lò than rực hồng ở câu thơ cuối, và đặc biệt là cái từ hồng. Phải không? Cái chữ hồng ở đây được xem là nhãn tự, là nhãn tự của cả bài thơ. Rồi, như vậy ở đây có một cái từ mà cô đưa nó vào ngoặc kép và cô sẽ giải thích thế nào là nhãn tự. Thì chúng ta thấy là trong những cái bài thơ, nhất là những cái thơ cổ, phải không, thơ Đường Luật á, theo cái phong cách cổ điển, thì mình thấy là chính vì cái sự xuất hiện rất ít cái số từ, cái số tiếng nó rất ít, cho nên là cái một trong những cái biện pháp, một trong những cái nét đặc biệt, đặc trưng về nghệ thuật của những cái bài thơ này, đó chính là cái tính hàm súc và cô động, tức là ý tại ngôn ngoại, ý ở ngoài lời. Phải không? Chính vì vậy cho nên mà họ phải rất khéo léo trong cái việc chọn lựa từ ngữ để làm sao làm toát lên được cái thần thái, phải không, là toát lên được cái đặc điểm của bức tranh thiên nhiên, bức tranh cuộc sống, cái điều mà họ muốn thể hiện trong một cái dung lượng rất ngắn như vậy, trong một cái dung lượng rất nhỏ, nhưng chỉ một cái bài thơ 4 câu, phải không, mỗi câu 7 tiếng như vậy thì chỉ có 28 tiếng, làm sao thể hiện được cái thần thái, cái đặc điểm của bức tranh cảnh vật, là cái tâm trạng của mình, là một cái việc làm không dễ. Và chính vì vậy có những cái từ ngữ được chọn lựa rất độc đáo, rất đặc sắc, khéo léo, và nó làm toát lên cả cái đặc điểm, cái không khí, cái tinh thần, cái xu hướng của một cái bài thơ như thế, thì người ta được xem là nhãn tự, tức là con mắt, phải không, cái con mắt của bài thơ. Như vậy thì tại sao chữ hồng này ở đây nó lại là con mắt của cả bài thơ? Chữ hồng xuất hiện ở cuối cùng, nó mang một cái sức nặng lớn, và nó, phải không, nó làm cái động lại của toàn bộ cái bài thơ, là nó nằm ở cái từ hồng này. Như vậy thì mình thấy là cái lò than hồng trong cái bếp than, cái hình ảnh màu hồng lò than hồng trong cái bếp than của cô gái sớm núi xay ngô đó, nó đem đến cho người ta cái cảm giác gì? Nó mang đến cái ánh sáng, phải không? Trước hết chính nó đã đem đến cái ánh sáng
ánh sáng. Để xua đi à, mà ánh sáng xuất hiện thì nó sẽ xua tan, để xua tan bóng tối. Phải không nào? Mà lò than đó nó đồng thời còn đem đến cái sự ấm áp, đem đến sự ấm áp để xua tan giá lạnh ha, để xua tan cái giá lạnh. Và chính vì vậy nó mang đến cái niềm vui, nó đem lại cái niềm vui để xua tan cái nỗi buồn của con người. À, hai câu thơ đó, phải không? Để xua tan nỗi buồn, đem đến niềm vui, niềm vui để xua tan nỗi buồn. Và chính vì vậy cái sức nặng của cái chữ hồng này rất lớn đối với bài thơ ha, người ta là nhãn tự. Rồi, như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng tác giả đã sử dụng, nhà thơ Hồ Chí Minh đã sử dụng cái thủ pháp, nhà thơ đã sử dụng cái thủ pháp rất quen thuộc, đó là dùng cái ánh sáng, thủ pháp dùng ánh sáng, thủ pháp nghệ thuật dùng ánh sáng để miêu tả bóng tối, dùng ánh sáng để miêu tả bóng tối. Ừ. Cái thời gian, gợi tả thời gian từ chiều đến tối, dùng cái thủ pháp, đây là thủ pháp dùng ánh sáng để miêu tả bóng tối, và dùng cái thời gian là để gợi tả cái thời gian nó đã di chuyển từ cái buổi hoàng hôn sang buổi tối. Vì sao vậy? Thứ nhất, chúng ta thấy là cái nguyên tác, nguyên tác hoàn toàn không có chữ tối, phải không? Nguyên tác không có chữ tối, không có cái chữ tối, nhưng người đọc người ta vẫn cảm nhận được là cái bức tranh thiên nhiên này, cái thời điểm mà nhà thơ nói ở đây là nó đã tối rồi. Như vậy thì vì sao mà biết rằng nó tối? Thì cái tối đó được gợi qua hình ảnh gì tụi con? Hình ảnh lò, lò than, phải không? Bởi vì mình thấy là lò than này không phải là bây giờ mới được thắp lên, không phải là bây giờ mới được đốt lên, mà nó là nó xuất hiện từ cái buổi chiều rồi. Tuy nhiên khi cái ánh trời buổi chiều còn cái ánh sáng của buổi chiều nó còn, thì mình thấy là cái lò than đó nó không nổi bật. Và khi mà đêm đến, khi cái màn đêm nó kéo xuống, phải không, nó phủ xuống bao trùm, thì cái màu đỏ của cái bếp than đó nó mới nổi bật cái màu hồng này. Giống như chúng ta chơi đốt lửa trại vậy, phải không, liên hoan lửa trại, thì không ai là liên hoan lửa trại vào ban ngày cả. Bởi vì khi ban ngày chúng ta đốt lửa trại với cái ánh sáng, và nó cái ánh sáng của cái lửa trại đó, phải không, của cái đống lửa đó, nó không mang lại cái hình ảnh rực rỡ, nó không làm cho chúng ta thấy được cái toàn bộ cái ánh sáng rực rỡ, cái ánh sáng này của cái đêm lửa trại này. Nhưng mà giữa cái ban đêm, giữa cái màn đêm như vậy, cái ngọn lửa nó rực lên thì chúng ta thấy nó rực rỡ, và cái ánh sáng của nó quy tụ lại làm nổi bật giữa cái màn đêm, phải không? Thì cái chữ hồng này ở đây nó cũng giống giống như thế. Bởi vì chỉ cái bếp nó chỉ hồng khi mà cái màn đêm nó đã bao phủ. Và chúng ta thấy được mặc dù bác không hề nói tối, trong câu thơ hoàn toàn không có một cái từ nào là tối, nhưng người đọc người ta vẫn cảm nhận được trời đã tối. Thì đó chính là cái nghệ thuật của thơ ca cổ điển, phải không? Thế nào là ý tại ngôn ngoại, không nói tối mà vẫn biết tối, không nói buồn mà vẫn biết buồn, thì đó mới chính là nghệ thuật. Phải không nào? Rồi, đó là nguyên tắc không có chữ tối ha. Và thứ hai, cái chữ tối này nó được gợi lên, người ta chỉ biết trời tối qua cái chữ gì? Người ta biết rằng trời tối qua cái từ hồng. Biết trời tối, biết rằng trời đã tối qua cái chữ hồng này. Phải không nào? Rồi, thứ hai, lúc nãy cô có nhắc một cái biện pháp nghệ thuật mà chúng ta dễ bị bỏ sót, đó là cái cách sử dụng từ. Bản dịch thơ cũng đã làm mất đi cái nghệ thuật này rồi. Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc, bao túc ma hoàn lưu dĩ hồng. Ma bao túc, bao túc ma, cái cảm giác cái phép điệp vòng này nè, cái lối điệp vòng, cái lối điệp vòng. Ma bao túc, ma bao túc, bao túc ma. Nó làm cho người đọc có cảm giác như nó là, thứ nhất, nó là cái vòng xoay á, đó là cái vòng xoay liên tục,
đó là cái vòng quay liên tục của cái cối xay ngô, của cối xay ngô, phải không? Và đồng thời cái nghệ thuật này cũng làm cho chúng ta ma bao túc ma, à, vòng quay liên tục, và nó cũng làm cho chúng ta cảm nhận được nó giống như là cái vòng quay, phải không? Của cái bánh xe thời gian vậy. Thời gian. Rồi, đó là gì? Đó là thời gian nó chuyển, phải không? Theo cái nhịp điệu của cái cối xay ngô của cô sơn nữ xuống núi, thì thời gian nó cũng đã chuyển từ cái buổi chiều sang đêm. Ma bao túc ma, cái tín hiệu nghệ thuật, phải không? Cái hiệu quả nghệ thuật của nó là ở đó. Ừ, rồi. Đó chính là cái bức tranh cuộc sống mà tụi con cần phải phân tích. Rồi, cuối cùng cũng giống như hồi nãy, mình sẽ tìm hiểu sao cái bức tranh cuộc sống chúng ta vẫn thấy thấp thoáng ở đó là vẻ đẹp tâm hồn của bác. 2.2, vẻ đẹp tâm hồn. Vẻ đẹp tâm hồn bác. Rồi, vẻ đẹp tâm hồn của bác. Trước hết, chúng ta thấy được rất rõ đó là một cái tâm hồn của một con người yêu cuộc sống. Đó là tâm hồn của một con người yêu cuộc sống, luôn hướng về cuộc sống, luôn hướng về sự sống. À, trong cái cảnh ngộ một cái buổi chiều chuyển lao vất vả gian truân như thế, ánh mắt của người không chỉ nhìn lên cái cánh chim, phải không, một cái chòm mây giữa thiên nhiên rộng lớn để đồng cảm, để cảm thông, để đồng điệu với cái hình ảnh thiên nhiên đó, mà người còn quan sát thấy, chúng ta thấy là một cái hình ảnh của một cái cô gái lao động bình dị, cô em xuống núi xay ngô, là một cái hình ảnh rất thường thấy trong cuộc sống, và bao nhiêu nhà thơ đã ghi lại cái hình ảnh đó, ngay cả chúng ta cũng thấy nó quen thuộc và nó trôi qua rất là nhanh, phải không? Nhưng mà cái đôi mắt của người thi sĩ, cái đôi mắt của người chiến sĩ vẫn hướng vào cái cuộc sống đó, vẫn hướng vào cái bức tranh sinh hoạt đó. Rõ ràng người là một bác là người rất yêu cuộc sống và luôn hướng về cuộc sống. Và trong cái việc hướng về cuộc sống đó, chúng ta còn thấy một cái vẻ đẹp nữa, phải không, rực rỡ hơn và đáng quý trọng hơn rất nhiều, đó chính là cái sự lạc quan và nhân hậu. Lạc quan và nhân hậu. Như vậy tại sao cô nói là lạc quan và nhân hậu? Bởi vì cái bài thơ này á, sau khi đọc xong bài thơ, nhất là cái chữ hồng ở cuối, thì mình thấy là cái động lại trong mình không phải là nỗi buồn, không phải là cái sự mệt mỏi, chán chường, uể oải của một con người đã quá vất vả, đã quá gian truân, mà cái động lại trong chúng ta đó là một cái niềm vui, phải không? Xây hết lò than đã rực hồng. Và chúng ta thử đặt cái cảnh ngộ của bác Hồ thôi, một cái đêm sau một cái ngày dài chuyển lao mệt mỏi rã rời, cái đêm tối nó đến, phải không, cái giá lạnh nó bao trùm khắp xung quanh. Như vậy thì không biết trước, không thể biết trước là cái điều gì nó đợi mình phía trước, không biết trước là sẽ nghỉ ở đâu, phải không, ăn uống như thế nào, những cái khó khăn nào, cái vất vả nào là chờ mình ở phía trước. Tuy nhiên người không nghĩ về mình, phải không, chứ bao giờ buồn với cái cảnh ngộ của mình hay cô đơn trước cái cảnh của người khác, mà vui cùng với cái niềm vui giản dị mộc mạc của một con người nơi xa lạ. Và chính cái hoàn cảnh đó, tức là người đã quên đi cái cảnh ngộ của bản thân mình để vui với cái niềm vui của người khác, ha, quên đi cảnh ngộ của bản thân. Hình như bác đã quên đi cái cảnh ngộ của bản thân, của bản thân mình, để vui với cái niềm vui của người khác, để vui với niềm vui của người khác, của người khác, để vui với niềm vui của người khác. Và chính vì thế, một nhà phê bình đã nhận định đây chính là những cái vần thơ quên mình của bác, những vần thơ quên mình, những cái vần thơ quên mình, phải không? Nâng niu, như nhà thơ Tố Hữu đã nói, nâng niu tất cả chỉ quên mình, chỉ quên mình, quên đi cái cảnh ngộ của bản thân mình để vui cùng với cái niềm vui của một con người xa lạ, phải không, nơi đất khách. Thì đó chính là cái vẻ đẹp tâm hồn của người tù cách mạng Hồ Chí Minh. Rồi, cuối cùng đó là cái nội dung của bài thơ này. Các anh có hiểu được không?
Rồi phần thứ 3, phần thứ 3 thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái đặc sắc về nghệ thuật. Đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm. Đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm này. Cái nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ Chiều Tối, bài thơ Mộ của Hồ Chí Minh thì bao giờ cũng vậy, chúng ta phải làm nổi bật được cho cô đó là sự kết hợp giữa cái chất cổ điển và chất hiện đại. Đó chính là sự kết hợp giữa cái tính cổ điển, sự chất cổ điển và cái chất hiện đại. Đó là cái nghệ thuật thể hiện rất rõ ở bài thơ này. Vậy trước hết cổ điển ở đâu? 3.1, cái chất cổ điển. Vậy thì cái tính cổ điển của bài thơ này, cổ điển tức là xưa, phải không? Là mang cái dáng dấp của thơ xưa. Vậy thì tính cổ điển của bài thơ được thể hiện qua những cái chi tiết nào nè? Trước hết chúng ta thấy là cái chủ đề là thiên nhiên, phải không? Cái đề là những cái khoảnh khắc thời gian, thí dụ như buổi sáng sớm, đáng nè. Rồi buổi tối là dạ, phải không? Buổi chiều tối, buổi hoàng hôn là mộ. Thì mình thấy là đây là những cái tín hiệu rất là quen thuộc. Cái chất liệu, thứ nhất là cái đề tài. Cái chất cổ điển thể hiện ở cái đề tài rất quen thuộc từ xưa. Đề tài thiên nhiên, đề tài những cái khoảnh khắc gợi cái cảm xúc trong cuộc sống. Buổi sáng, buổi chiều, buổi hoàng hôn, buổi tối, phải không? Đây là những cái khoảnh khắc, những cái thời khắc thường thấy trong thơ xưa. Rồi thứ hai nữa, cổ ở cái gì? Cổ ở cái cách lựa chọn từ ngữ và hình ảnh. Từ ngữ hình ảnh nó mang cái dấu hiệu rất là đặc trưng, phải không nào? Đó là chùm mây, là cánh, cánh chim. Những cái thi liệu này nó rất là quen thuộc trong thơ cổ điển. Và thứ ba là cổ điển ở cái bút pháp ha. Cổ điển ở bút pháp. Cái chất cổ điển còn thể hiện qua bút pháp nghệ thuật, đó là cái bút pháp ước lệ rất quen thuộc của thơ xưa, là bút pháp ước lệ hay là cái bút pháp nghệ thuật chấm phá của thơ ca cổ điển. Tức là sao?
Rồi cô nói lại ở cái phần này ha. Như vậy thì chúng ta so sánh với cái những cái bài thơ cổ khác, những cái bài thơ ví dụ như bài thơ Qua Đèo Ngang của bà Huyền Thanh Quang là một cái bài thơ rất quen thuộc đối với mình. Thì cô nói là cái hình ảnh thơ kết thúc á, cái nhớ nước đau lòng con quất quất, thương nhà mỏi miệng cái ra ra, dừng chân đứng lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta, một mảnh tình riêng ta với ta. Một cái câu thơ nó kết thúc với một cái hình ảnh cái sự cô đơn, phải không, cái sự lẻ loi và cái nỗi buồn vô tận trong lòng con người, nó cứ kéo dài mãi và khép lại bài thơ để cái dư âm nó còn đọng lại là cái nỗi buồn trong lòng người. Nhưng riêng thơ của bác thì bao giờ cũng thế, bài thơ này nó luôn, những cái bài thơ của bác luôn vận động theo cái xu hướng tích cực, phải không, lạc quan, đó là luôn vận động theo cái xu hướng tích cực, hướng về sự sống, ánh sáng và tương lai. Thì chính cái sự vận động của mạch thơ đó nó làm cho chúng ta thấy được nghị lực phi thường và cái chất thép vĩ đại của người tù cách mạng. Hay như nhà thơ Hoàng Trân Thông đã từng nói, vần thơ của bác vần thơ thép mà vẫn mênh mông bát ngát tình. Cái chất thép đó chính là cái nghị lực, phải không, cái tinh thần, cái ý chí phi thường của người tù cách mạng Hồ Chí Minh, để bác nhìn những cái vấn đề của trong cuộc sống, những cái khó khăn trong cái cảnh tù đài này, tất cả đều qua hết, và cái động lại trong chúng ta vẫn là cái niềm tin, phải không, vẫn là cái niềm lạc quan, hướng về sự sống, hướng về cách mạng, hướng về tương lai với tất cả cái niềm tin tưởng. Và đó chính là cái vẻ đẹp trong thơ bác, cũng là cái vẻ đẹp hiện đại nổi bật mà chỉ có trong những cái bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chứ không có được trong những cái bài thơ cổ điển của thơ xưa. Rồi bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Và bài tập cho lớp mình qua cái tác phẩm này, qua cái tiết học này, đó là cô yêu cầu, cô mong muốn tụi con có thể qua bài học này, tụi con có thể phân tích cho cô cái vẻ đẹp tâm hồn của người tù cách mạng Hồ Chí Minh qua bài thơ. Đó là chúng ta phân tích cả cái bức tranh bức tranh thiên nhiên và bức tranh cuộc sống, để thấy được cái vẻ đẹp tâm hồn của bác, để thấy được cái bản lĩnh, phải không, cái ý chí, cái nghị lực và cái niềm lạc quan nhân hậu mênh mông của bác Hồ kính yêu. Rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những tiết học sau.